quý vị danh hài Văn Trung. Anh em nghệ sĩ kêu gọi cho danh hài Văn Trung, nghệ sĩ Văn Trung bằng một cái tên rất thân thương là chú Bảy. Chú Bảy Văn Trung nè. Dạ. Hồi nãy chú chạy kịp không? Rước theo chiếc xe mà không kịp, mệt quá đi. Bây giờ ra đây gặp Diệt Thảo, xin phép Diệt Thảo. Bởi vì có câu như thế này: quân với dân như cá với nước, mà nghệ sĩ có phước mới được khán giả mến thương. Dạ. Vậy để tôi chào khán giả. Dạ. Và kính chào quý vị khán giả thân mến. Thấy không? Đây, đây nè, muốn biết khán giả thương không thì xin chào lần nữa nè. Chào quý vị khán giả. Chú Bảy liệu hơi sức bao nhiêu mà dám rượt xe theo xe vậy? Chú Bảy năm nay bao nhiêu tuổi chú Bảy? Hả? À? Chú Bảy năm nay bao nhiêu tuổi, tuổi rồi? Cách nay 40 năm tôi 30 tuổi. Đúng 70 tuổi như vậy thì bao nhiêu năm chú Bảy đã vào ngành nghệ thuật sân khấu? À, bao nhiêu năm tôi làm nghề đó phải không? Dạ. Thiết Diệt Thảo đó. Mới đây à, mới có 51 năm à. Mới 51 năm. Nhưng mà thật sự 51 năm lúc đó Việt Thảo chỉ mới ở chưa ra đời. 51 năm chưa ra đời. Thì làm sao biết được, nhưng mà Việt Thảo biết chú Bảy từ lúc chú Bảy đóng những vai hài ở trong những vở tuồng cải lương. Đúng vậy. Trong những đoàn cải lương danh tiếng tại Sài Gòn. Đúng vậy. Như vậy thì khi chú Bảy vào nghề là đã hài rồi hay là chú Bảy đóng những vai nào? Kép nào? Vào nghề đầu tiên là tôi đóng vai kép mùi. Dạ. À, kép mùi có nghĩa là đóng kép ca đó, đóng cặp với đào đó, ca giọng cổ đó. Lý do tại sao lại đi vào nghề bằng kép mùi mà không đi bằng hài? Là vì nếu kép mùi là như thế này, cái thập niên của tôi đó, nếu mà làm hề đó thì cái kinh tế gia đình không được dồi dào lắm. Dạ. Cái thứ nhì nữa mà đóng kép mùi là được đóng cặp với đào thương, đào đẹp, ôm ấp rồi đã lắm. À, nguyên do nào mà chú Bảy lại chuyển sang hài? À, mà không đóng kép mùi. Có một kỷ niệm. Kỷ niệm lúc đó như thế này, kỷ niệm này, kính thưa quý vị khán giả kính mến. Đây là tôi trình bày sự thật chứ không phải là một cái câu chuyện khôi hài. Sự thật đời của tôi đi hát, từ kép chánh tôi chuyển qua hài. Có như thế này, tôi đi một đoàn nhỏ ở dưới tỉnh, vô một cái làng đó gọi làng Ba Động, ở dưới biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh đó. Dạ. Thì trong cái ban hội tề trong làng nó mời cái hát lợi để hát. Thì mà bắt buộc đoàn nó phải hát cái tuồng mà Tâm Sự Loài Chim Biển. Đó. Tâm Sự Loài Chim Biển. Tâm Sự Loài Chim Biển, vì cái Ba Động ở dưới biển á. Dạ. mà ông bảo trong đoàn thì không có cái tuồng đó. Không có tuồng Tâm Sự đó, thì ông bầu mới hỏi tôi dân chung hát cương được không. Rồi tôi nói dư sức. Bởi vì cái tuồng đó tôi coi cách đây 2-3 năm, nghĩa là lớp lan là tôi nhớ hết. Nhưng có điều dân chương câu ca rồi tôi không nhớ. Có thể tôi phải hát cương mới được. Dạ. Đó. Thì tối đó hát cái tuồng Tâm Sự Loài Chim Biển. Tôi bước ra tôi làm kép mùi, tôi đi ra, tôi nói lối một hồi, cái tôi vô câu giọng cổ: hỡi ơi, một kiếp cô đơn cuộc tình gian dở, tôi đi lang thang bốn phương trời vô định, đời tôi tỉ như là một cánh chim. Tôi không biết chim gì, tới đó bí văn rồi. Rồi làm sao? Tôi lượm chim nào có dấu quyền là tôi xuống xè cho nó ngon. Con chim nào có dấu quyền bây giờ? Cái tôi kêu tôi đừng kiểm kiếm, khán giả la lên nó, trời sao tiếng đấy, tôi quýnh quá, tôi nói đời của tôi như là một kiếp chim mà nghèo, trời chim mà nghèo. Nhưng mà chim sao nghèo được, trời chim nó bay trên trời biết con nào giàu con nào nghèo. Và từ đó chuyển qua danh hài. Từ đó chuyển tôi qua. chưa nữa, mấy ông bờ làng ở trong đình đó mi mà thấy hát cường quá, ông dẫn đuổi đoàn đi, sáng cái đoàn dọn đi, tôi đâu có tiền lương. Cái tôi vô chợ tôi mua gói xô tôi ăn, tôi đi lang thang trong chợ, cái mấy cái chị buôn bán nói: ê mấy chị em ơi, như cái thì cha kép mà chim nghèo hôm đi kìa. Vì rồi từ đó bắt đầu, từ đó tôi chuyển qua hài. Như vậy thì bao nhiêu năm ở trong ngành hài? Tôi chuyển qua hài năm 1967, tức nhiên tất cả là 31 năm. 31 năm trong ngành hài, mà bây giờ nếu chú Bảy kể lại tất cả những cái vui buồn trong ngành hài thì kể chắc cũng phải 15-20 năm mới hết. Đâu có. Cho nên bây giờ chú Bảy có cách nào để cho tất cả quý vị khán giả biết được về cái cuộc đời khi chú Bảy chuyển sang ngành hài hước trong 31 năm như thế nào? Được, bây giờ để dân chung trình bày cho quý vị khán giả và cũng như cho Thảo thấy. Dạ. Cuộc đời đi hát mà chuyển qua hài hước, tức là giúp vui cho quý vị khán giả đó, thì nó có như thế này là nó thăng trầm vui buồn trong đời nghệ sĩ. Nhưng có một ông đó, ông am hiểu cuộc đời của dân chung, viết tặng cho dân chung hai câu giọng cổ, nhan đề là Tâm Sự Dân Chung. Kính mời quý vị thưởng thức.
Kính thưa quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, ở quê nhà cũng như ở hải ngoại, tánh của tôi xưa nay không có biết bê bối lăng nhăng tục tằn sàm sỡ. Đó, chắc có lẽ là tại vì tôi có cái nụ cười dễ quá cỡ, cho nên bà con mới gửi thơ chắc nghĩ dẫn tôi hoài. Có vậy thì hôm nay dân chúng tôi xin tình thật trình bày. Theo số tử vi thầy bói nói tôi là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, một hôm được mời giữ lễ đại hội chư tiên. Bỗng thấy hàng Nga tiên nữ đi ngang, tôi thấy đẹp quá mới lấy tay chọt vô nách. Bị nhột quá hàng Nga buông ly làm bể tan ly rượu. Ngọc Hoàng bắt tội mới đài tôi xuống trần gian 60 mấy năm rồi. Xuống trần gian tôi lại mê người hát cải lương, vì tôi nghĩ nếu mình hát cải lương mà đóng kép chánh kép mùi sẽ đóng cặp được đào thương đào đẹp. Nhưng mà khổ thay lúc đó tôi soi gương thấy mặt mũi tôi cũng được lắm, chứ mà không hiểu tại sao cái vở tuồng nào mà đưa vô đoàn hát có dây dê mấy ông soạn giả lại giao kho cho tôi. Thành thử đến từng tuổi này mà tôi vẫn còn mang tiếng trai già không nên nết. Mà thú thật với bà con, tôi mất nết hồi tôi 35 tuổi chứ đâu còn chút nết nào nữa mà nên. Có một hôm qua Mỹ tôi đưa đi du lịch ở Disneyland, tôi gặp bà Mỹ đang đứng với cội cây hưng gió. Tôi bước tới cười cười cúi đầu chào hỏi nhỏ. Hi, how do you do? You go with me? Ok. Bà Mỹ bà tưởng tôi dê, cho nên bà nói ok yes sir. Tôi phải quá nhảy đến ôm bà ta cứng ngắc. Chừng nhìn kỹ lại người tôi ôm đó là vợ của tôi đang nằm ngủ, thành hai vợ chồng tỉnh giấc. Đó bà con thấy không, tính tôi đâu có làng chàng, tôi sống đàng hoàng sao lại nói tôi dê. Đó là cái cuộc đời và sự nghiệp của một người nghệ sĩ đã qua bao nhiêu thế hệ, hơn nửa thế kỷ cuộc đời. Đó là tôi phải chuyển qua hài thôi, mà bây giờ có một anh kép, đặc biệt có mình kép, nghĩa là ở tại hải ngoại có một giọng ca rất trầm ấm, theo rất là làm cho khán giả thích thú. Dân chúng tôi xin giới thiệu với quý vị kép trẻ này là Linh Tuấn. Linh Tuấn xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, Linh Tuấn chào quý vị như vậy đó. Việt Thảo không hài lòng, là tại vì khi cái nghệ thuật sân khấu, nhất là bộ môn cổ nhạc cải lương đầu tiên trình diễn không có script, không có kịch bản bao giờ. Đúng, hát dạ, cương không phải một đúng, chú bảy. Thì bây giờ Linh Tuấn đã là một tài danh của nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam tại hải ngoại, không thể nào đứng ra nên xin chào quý vị hay Linh Tuấn kính chào mà phải chào bằng cách vô một câu giọng cổ được thì mới là tài danh. Được không? Chào mà vô giọng cổ. Vậy mới cái này kiểu này mới. Nhưng mà bây giờ văn đâu mà văn chương đâu mà tưởng như hát cương. Không hát cương. Như hồi nãy Việt Thảo hát trật nhịp hát vẫn hát à, cương mà. Ê chà, cái này anh Thảo bắt gà suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. À thôi được rồi. Thì nhân ngày hôm nay cũng quá vui đi. Linh Tuấn xin kính tặng chúng vị khán giả một câu vọng cổ này là chào, chào. Sân khấu thành thi, chào. Nhưng mà không được dính một chữ nào trong bất cứ bài nào có trước đây. Rồi, bây giờ mình ca hoàn cảnh hiện tại. Ôi hôm nay vui quá là vui, vì là ngày của dân sơn, vì nụ cười và sân khấu. Dữ dội, dữ dội. Tất cả anh em nghệ sĩ và các danh hài, chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị khán giả có mặt nơi đây bằng một tâm chân. Mà bây giờ đó, bây giờ Việt Thảo kêu Linh Tuấn hát lại là hát không được rồi đó, quên hết rồi đó. Quên tuồng, cương mà. Hát rồi thôi, không có trở lại được. Bây giờ đó là hát cương để mà chào khán giả.
Mà chắc chắn hát lại lần thứ hai không được phải không? Không được, không được, không được. Mà hát lại lần thứ hai là hát kiểu khác rồi đó. Kiểu khác nữa. Bây giờ Linh Tuấn là một tài danh trên sân khấu của nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại. Linh Tuấn có thể có những tài năng nào, cái kỹ xảo nào hay là cách hát như thế nào mà có được cái danh xưng như ngày hôm nay? Thì Linh Tuấn trong đời đi hát cũng đã từng hát nhiều giai mùi. Rồi có tùy theo cái những loại ca đặc biệt của nghệ thuật Việt Nam. Nhưng mà Linh Tuấn cũng xin tặng cho quý khán giả một loại vô giọng cổ rất đặc biệt. Là một cái giai kêu là chánh thôi. Nhưng mà vì cái tình tiết tâm lý muốn phân trào một cái gì đó, nên anh này anh biến ra ca thành ra khán giả cười. Và đây Linh Tuấn xin cống hiến cho quý vị khán giả. Mà cái này phải hơi dài không? Dạ hơi dài dài nhưng mà vui. Dạ. Rồi. Khoan khoan thím ơi, thím đừng vội bỏ ra đi cho người thương kẻ nhớ. Thím ở lại đây mà nghe tôi nói, thím ơi thím. Vì hoàn cảnh trái ngang, vì tình đời ngang trái, nên chú mình làm một con người phụ bạc. Thím ơi bình tâm mà nghe tôi nói thím nghe tôi nói ra đây những gì tôi đang chất chứa trong lòng. Rồi, thôi nha. Thím đừng vội bỏ ra đi cho gian dở duyên tình. Chú đây không phải là con người bội phản, lúc nào cũng nhớ tới tình xưa. Thím đừng vội bỏ ra đi mà làm gian dở tơ duyên. Thím hãy bình tâm mà nghe tôi nói nghe không. Thím ơi có chuyện gì từ từ bình tĩnh, đừng vội bỏ ra đi cho gian dở duyên tình. Dạ. Cái chỗ chót là chỗ mùi nhất. Chót mùi nhất à, hả? Thật ra như hồi lúc trước đến giờ mình cứ nghĩ rằng một bài giọng cổ là cứ theo đúng khuôn nhịp đi. Đằng này có thể dồn hơi nén chữ rồi thay đổi lèo lá như vậy rất là hay. Bây giờ Linh Tuấn còn có những cái gì đặc sắc khác nữa mà hát có thể tạo nguồn vui được cho khán giả ngày hôm nay qua vọng cổ? Bây giờ còn một câu vọng cổ rất đặc biệt mà Linh Tuấn cũng đã từng diễn qua. Nhưng một cái giai rất là hài, bi thương nói về tâm lý một nhân vật nhưng mà khán giả cười. Anh Thảo chợt nghe. Quang gì đó. Quang ơi, đáng lẽ là sò đã chết rồi. Rồi sao? Nhưng khi nghe Quang gọi thì hồn sò bỗng nhiên tỉnh dậy. Rồi sao tỉnh vậy hả? Quang ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng vẫn bị người ta đánh bầm dập như là trái dừa gan. Rồi sao nữa? Chính rục nứt da. Sao nữa sò? Rồi cái đồ nát bét rồi còn gì nữa đâu anh. Rồi sao? Vậy mà người ta nỡ đánh bầm dập như tướng rồi đem dứt bỏ bên ở đường. Thôi thì để sò tôi lượm đem vô mà nấu chè. Cái này ăn chè dưa ghét nè em. Lời đọc người ta nói không sai mà. Hễ thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà hễ ghét thì bù hòn nó cũng méo. Bởi vì sò tôi không có chân mà hãy lá liễu bé ngót như dao, không có cặp mắt trữ tình, có dành môi mỏng thắm. Vì vậy đất sò mới nổi lằng ngang, lằng dọc vậy mà không ai đối hoài thương hà. Tới đó được rồi. Dạ, tới đó được rồi. Dạ, đã. Đó là một lối ca giọng cổ chuyển bắt độ lên cao. Bây giờ Linh Tuấn còn có những cái kiểu hát vọng cổ nào khác nữa để có thể tạo cái vui? Này, không được, được. Để cho bảy thấy không? Nè, sao? Hồi nãy anh Dịch Thảo cứ bắt Linh Tuấn và cho bảy ca hoài à. Bây giờ. Nhưng mà khán giả biết anh Dịch Thảo có một biệt tài ca giọng cổ rất hay. Chắc quý vị khán giả cũng đồng ý cho anh Dịch Thảo ca. Phải cho bảy. Thấy rồi. Đó.
Anh Hợp ca thì không có chối đâu nữa hết, nhất định là không có chối bắt đâu. Anh em tôi ca gì Diệp Thảo phải ca. Đó, đúng vậy. À. Chú Bảy rồi Linh Tuấn hát như vậy làm sao Diệp Thảo dám hát? Ờ à, bây giờ nhưng mà hát ảnh có lối hát mới đó anh. Bây giờ chỉ còn cách là cho nó khác chút xíu. À, đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ thí dụ như là cách đây 18 năm trước lúc ở bên đảo thì chúng tôi mong một ngày đến Mỹ. À. Thì lúc đó có trình diễn văn nghệ cho cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc coi. Ờ thì nói mình hát. Mà hát cho người Mỹ coi mà hát giọng cổ Việt Nam thì không hiểu cho nên bắt buộc phải dịch ra tiếng Mỹ. À. Và tiếng Mỹ của cái 18 năm trước nó như thế này. Chỉ bốn câu chót. Thí dụ như là thức trắng đêm thâu chờ sponsor đi Mỹ. À. Với dạng niềm thương ấp ủ trong lòng. Tạm dịch như thế này. À cái đó dịch ra tiếng Mỹ. Dịch tiếng Mỹ. Wake up overnight waiting for sponsor to US. With a thousand hope in my body. Trời ơi. Và em chờ anh ở đất nước Cali như ngọn gió thanh bình đang trở lại. Dịch như thế này. You waiting for me at Cali. As a peace wind come back. Và Cali nắng ấm hữu tình, có người em nhỏ đang chờ đợi tôi. Vậy sao? Cali with hot sunshine, there was a lady waiting for me. Lối mới, lối mới. Lối mới. Cứ lên ngôi đi, xin đừng dỗn và đừng sợ. Bởi ta say, nên thần tượng cũng luôn